Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Trọng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Mai vừa mới về luôn. Tàn đẹp không à quý vị. Hi, chào em. Dạ, em chào thầy, em chào các cô chú anh chị em gần xa xem kênh Mai Vàng Quê Dừa. Thì hôm nay em có đem về là 33 cây mai giả lá gai nữa nha cả nhà, để phục vụ cả nhà mình chơi ha. Địa chỉ của em là 6 Sang Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0943048507. Số là số Zalo luôn. Hình thức hôm nay em cũng vẫn là bao ship toàn quốc. Em cũng năm mới, em cũng chúc cả nhà mình một năm mới dồi dào sức khỏe, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Và hôm nay em lên clip đầu clip nữa thì cả nhà mình ủng hộ em tiếp tục mạnh như mấy clip trước cả nhà. Em cảm ơn cả nhà mình nhiều. Vậy em vào cái số 1 cho anh. Rồi, mã số 1 quý vị, em này cao hết đỉnh chắc 1m6 nhưng báo lấy 1m5 thôi nhưng quý vị. Này dàn xương chỉ em rút hết cả nhà, còn dàn xương lực không à. Tán ngang này cũng khoảng 1m4 đến 1m5 ha. Tàn đẹp. Tàn. Này em không có khai thác mà đế này cũng khá khá cả nha. 21 hoành anh. Rồi, xen vòng luôn, quý vị ngắm nghía nè, đế nè. Đó. Đế có đế ha, còn xương cành đây quý vị ơi. Xương cành hướng ngang cả nhà. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Mà số 1 em giao lưu với anh Triệu anh. Rồi, 1 triệu, rồi xuống cây luôn. Mã số 2 quên nói với cả nhà mình nữa là cái này mà em quay xong em xuống lá em mới gửi cây đâu luôn cả nhà. Cây đợi mất xếp hàng. Dạ. Mã số 2. Rồi, em này cao 1m8 nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm 1m6. Tàn bự ha. Chẳng. Xương cành nhóc. Xương lực không cả nhà. Nhánh chỉ thì em đã rút hết rồi cả nhà. Rồi, mình xuống cái hoành em nói luôn nha quý vị. 23 hơn em tính 23 anh. Rồi, 23 hoành. Giao lưu giá 1.1.000 mã số 2 anh. Rồi, 1.1.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn, lên mã số 3 mã luôn. Số 3. Rồi, số 3 thì em này cao tầm 1m8 luôn. Dạ. Tán ngang khoảng 1m4 đến 1m5 nha quý vị. Nói chung có cây nào cao cỡ 1m9 thì em sẽ con đốt xuống tất cũng còn 1m8 cả nhà. Tại vì báo được có bưu điện nó nhận chỉ có 1m8 thôi. Đó, 1m8 thôi nha quý vị. Mã số 3. Em này có củ nở phè luôn cả nhà. Rồi, mình vô cái hoành em nói luôn. Em đo ngay vị trí này cả nhà, 23 hoành cả nhà. Rồi, có cái củ ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Mã số 3 này em cũng giao lưu giá 1.1.000 anh. Rồi, xuống cây luôn, 1.1.000. Mã số 4. Số 4. 4 này cao mình báo lấy 1m8 luôn nha quý vị. Tán ngang. Này chắc khoảng 1m4 đến 1m5 ha. Dạ em này tay cành hướng ngang không cả nhà ơi, xè ngang à, đẹp à. Đây. Này lá thừa thừa, dễ thấy xương cành ở trong này ha. Kéo hết trơn. Đặt hết trơn. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành luôn ngay vị trí này cả nhà, 27 hoành cả nhà. Rồi, 27 hoành. Anh giao lưu với anh 1.2 triệu anh. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 5. Rồi, số 5. Một em tàn thông ha, cao cũng khoảng 1m8 ha. Tán ngang khoảng 1m2. Y như cây thông luôn ha. Đẹp quá. Tàn đẹp ha. Dạ, em là tàn đẹp đó nha. Xương cành nè, xương cành ha. Rồi, vô cái quành nó luôn quý vị. 24 yếu xíu, tính 23 anh. Rồi, 23 hoành. Em giao lưu với anh 1.1 triệu anh. Rồi, xuống cây luôn, 1.1 triệu. Rồi, tiếp tục luôn. Số 6. Rồi, số 6 này cao lấy 1m8 luôn nha quý vị. Dạ. Rồi, tăng ngang khoảng 1m3 đi ha. 3 có hơn, báo lấy 1m3 cho chắc ha. Em này có hoa nè, để dừng lại các em. Đây. Hoa nó có gì nè, trong này ha. À, cũng nhiều cánh đấy ha. Rồi, xương cành luôn. Xương cành em này cũng đẹp cả nhà. Điều rang ha. Đây, xương cành điều rang luôn, đặc kẹo. Rồi, cái hoành. 24 hoành anh. 4 ha. Em giao lưu giá 1.1 triệu anh. Rồi, 1 mà số 6. Rồi, xuống cây luôn.
mã số 7. Rồi, mã số 7 đây quý vị. Rồi em này cao cũng khoảng tầm mét 7 mét 8 quý vị, tầm đó ha. Đó, tán ngang thì chắc khoảng mét rưỡi có hơn, báo lấy mét rưỡi thôi nha quý vị. Tàn đẹp đây ha. Đó, cắt tỉa như cái thông nhé ha. Để đi hồi cho mấy bãi xuống lá. Rồi, xương cành ha, ok quá nè. Dạ, cái cành hướng ngang luôn cả nhà. Hai ba hoành. Rồi, hoành 23. Giao lưu giá 1.1 triệu anh. 1.1 triệu rồi quý vị. Rồi, xuống cây. Hoành to giá nhỏ cả nhà. Rồi, mã số tiếp theo luôn, mã số 8 ha. Mã số 8 anh. Rồi, mã số 8 thì hôm nay cao khoảng 6 nhưng mà quý vị. Tán ngang này khoảng 1.3 m ha. Dạ. Đó, này hoa trậu vàng cây trên. Dạ. Đây, hoa đây. Cái mặt hoa nè. Hoa này cũng nhiều cánh ha quý vị nè. Màu vàng rất là đậm ha. Thơm phức luôn cả nhà. Rồi, xe xe luôn. Này em ra cành nó xè đều đẹp nè. Cái cành đẹp. Cành kẹo này ha. Dạ, cho em vô hoành luôn đi. 24 hoành anh. Rồi, hoành 24. Em giao lưu giá 1.1 triệu không anh? Rồi, 1.1 triệu. Mã số 8. Rồi, xuống cây. Mã số 9. Rồi, số 9. Rồi, mã số 9 thì em này cao tầm lấy mét 8 luôn quý vị ơi. Tán ngang còn lấy mét 3 nha quý vị. Đó, lá thừa thừa. Dễ thấy này có mặt hoa luôn nè. Dựng dạ. Cái hoa này đó, nhiều lớp, hai lớp ha. Dạ. Màu cũng vàng rất đậm nha quý vị. Đây nó cũng có nhiều quý vị trồng nó dạ. Qua này thì nó hơi mất sức cả nha. Là mất sức ha. Vì vậy trồng sung lên bỗng bự lên ha quý vị. 27 yếm tính 26 anh. Rồi, 26 anh. Giao lưu giá 1.2 triệu anh. Rồi, xuống cây luôn. 2. Rồi, tiếp tục luôn. Số 10. Số 10. Này cao mình báo cũng lấy mét 8 luôn nha quý vị. Dạ, em này đẹp quá cả nhà ơi. Đó, quá xá cái tạc quá ha. Tán ngang này chắc cũng khoảng mét 4 nha quý vị. Nguyên cây tàn thông kính mít đẹp. Hàng kính luôn ha. Bù là hình như bù đế thấy cũng khá à nha. Để đẹp luôn cả nhà. Đấy cũng lực quá ha. Dạ. Rồi vô cái hoành luôn. Vô hoành luôn ha. 24 hoành anh. Rồi. Nhìn ngắm nghĩa xương cành nè. Cái này xương đẹp quá. Mã số 10 em giao lưu giá 1.2 triệu anh. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục luôn. Mã số 11. Em 11. Em tàn thông đó nè. Rồi em này cao báo lấy mét 8 luôn quý vị ơi. Tán ngang em này chắc cũng khoảng mét 4 rồi nha quý vị. 4 ngang cao khoảng mét 8. Nguyên tàng thông đẹp luôn cả nha. Tay cành không thiếu nha. Kính mít ở trong trần nè. Tay cành xương chỉ em rút hết rồi. Ra nó còn tay xương lực không. Nó thưa thưa đẹp. Đế cũng khá khá đó chứ. Rồi vô cái hoành đi ha. Đây hoành nè. 27 yếu tính 26 anh. Rồi xe ra để nè. Có đế này từ nổi chứ đâu phải khai thác gì ha. Dạ. Mà số 11 em vô lưu giá 1.2 triệu anh. Rồi 1.2 triệu. Rồi cành cây mới luôn. Mã số 12 luôn. Số 1, 12 làm cặp ưng ý luôn cả nhà. Cao ha. Thì ở ngoài nó cao hơn mét 8 nhưng nhìn báo lấy mét 8 như vậy. Dạ. Rồi tán ngang em này chắc khoảng mét 6 à. 6 ngang, cao thì 1m8. Lá này nó dày mà nó bự nữa. Lá này dày cui mà nó già nữa. Cống ha. Là dừng cái em. Dạ. À, là bên đây lá thưa thưa quý vị thấy dạng thương nè. Đặc luôn ha. Này em này theo mà khai thác chút nữa đến nôm chắc luôn. À đây từ từ lên xuống đây. À. Rồi, nó cho cái hoành em nó luôn ha. Hoành cũng 27 em tính 26 luôn anh. Rồi. Giao lưu như thế. Dạ em giao lưu giá 1.2 triệu luôn anh, mã số 12. 1.2 triệu. Rồi, ok luôn. Rồi, mã số luôn. 13.
13. Này cũng cao lấy mét 8 luôn nha quý vị. Rồi tán ngang em này chắc cũng khoảng mét 6 à ha. Em này đẹp nữa cả nhà. Bự nè. Bự mà đẹp luôn nha. Lá thưa thưa nè. Này không có đặt lá lắm ha, nhìn dễ thấy dàn xương nè. Xương quý vị. Đó. Đặt kẹo trong ha. Từ từ xuống đây nè. Rồi, giờ cứ hoành luôn ha. Đi đâm cũng khá 22 hoành đó. Mà số 13 này em giao lưu giá 1 triệu anh. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi em 14. 14 này dáng siêu siêu, có cái củ tròn tròn bự bự dưới ha. Dạ. À, em này cao lấy mét 6 nha quý vị. À, tán ngang chắc khoảng tầm là mét 2 đến mét 3 nha quý vị. Em này nghĩa này này lá thưa thưa dễ thấy xương trong ha. Xương đặc hết trơn. Cái củ mất chán luôn. Cho cái quạt đi, cho cái củ luôn. Dạ. Quạt em đo ngay đây đi. Ừ, ngay đó đó. 24 quạt. Rồi, có cái củ nè. Cái củ 37 anh. Củ 37 ha. Giao lưu nhiêu đen? Dạ em giao lưu giá 1 triệu 1 anh. 1 triệu 1. Rồi xuống cái. Rồi, mã số 15. 15. Khá cao nha. Em tàn thông cả nha. Cao lúc trên đó nếu mà ở ngoài thật sự thì nó chắc hơn 2 mét là báo lấy mét 8 nha quý vị. Dạ dạ mét 8 anh. 8 tại bưu điện nhận chiều cao tối đa mét 8 quý vị. À, này tán ngang thì cũng khoảng tầm mét 3 ha. Dạ. Nếu quý vị mà chốt và ở gần gần á, ừ, đúng rồi. Cái ship của bưu điện thì để nguyên cái chiều cao chở cho quý vị tới nhà y chang cái chiều cao luôn. Đó. Rồi mình vô cái hoành của nó luôn ha. 25 hoành anh. Có cái bát đế cũng nở ha. Dạ. Em giao lưu giá 1 triệu 1 anh. Rồi, 1 triệu 1. Mã số 14. Mã số vừa rồi mấy? 15 anh. À, 15. 16. Rồi, em này 16 đây. Dạ 16. Tàng thông đẹp luôn. Cao khoảng mét 8 nha quý vị, tàng thông đẹp quá. Tán ngang khoảng mét rưỡi. Bao lấy mét 4 đi ha. Dạ em này tàng thông đẹp quá cả nha. Tàng thông đẹp quá. Cái cành nó cũng ok lắm nha quý vị. Sẽ xây tiếp nữa em. Nó xuống cành nè, đó. Rồi, vô cái quanh luôn. Đế cũng có đế khá luôn. Ha. Khá đế ha. Rồi, vô quanh luôn đi. Rồi, vô luôn. Tính 24 quanh đi anh. Rồi, 24 quanh, mã số 16. Giao lưu giá 1 triệu 1 anh. Rồi, 1 triệu 1. Mã số 16. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình lên 17 luôn ha. Mã số 17. Này cao lấy mét 8 luôn rồi quý vị. Tán ngang em này lấy mét 4 hay đến mét 3 ha. Nguyên cái thằng thông luôn. Bên cạnh nào quý vị đây nè. Đặt cái thông luôn ha. Đặt kẹo cả nha. Ừ. 20 quạt anh. Rồi, 20 quạt. Em giao lưu giá 1 triệu anh. Rồi, số 17. Rồi. Cây luôn. Rồi đến 18 luôn. 18. Rồi mã số 18. Em tàng thông đẹp đó cả nhà. Rồi cao lấy mét 8 luôn. Tán ngang em này chắc khoảng tầm mét rưỡi rồi quý vị. Tàng bự luôn nè ha. Tay cành. Mình hạ xuống kéo ra đẩy lên máy cho quý vị nghe tay cành nó ha. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Nhiêu anh? 23. Và yếu không? Tính 2 cũng được anh. Rồi giao lưu như em. Giao lưu giá 1 triệu 1 anh, mã số 18. 1 triệu 1. Rồi xuống cây. Mã số 19. Rồi 19. Em này cao lắm. Em này có hoa luôn. Tán ngang cũng cả mét 2 luôn đi. Dạ. Để cho dễ ha, nhanh gọn lẹ.
hoa nè. Đây dựng cái đầm áo cái gì đó này thì nè cái nói chung là mấy cái mai này em bán tết hổng nó nín nè anh, nay nó mới chịu bốn. Cái gì mình phải thành thật khai báo. Khi cái gì có theo dõi chị biết à. Dạ dán lắc lắc nhẹ nhẹ vậy nè nó đó. Rồi quá anh 23 yếu tính là mai luôn anh. Rồi xây được cái gì ngắm nghía kỹ nè. Em giao lưu giá 800 anh. 800 bao ship. Rồi về cho cả nhà mình giữ lại 20. Rồi mã số 20. Em này tay cành đẹp quá. Em này cao lấy mét 8 luôn nha ngơ quý vị. Tăng ngang lấy mét 3 hang này tay cành nó khỏi nói rồi. Dạ. Xương ngang mà nó đặt từ trên xuống dưới nè. Đó. Mấy cái nhánh chỉ thì rút hết nè. Về dạ. Còn nhà xương lực không à. Về mà còn thấy đặt kẹo đó. Rồi mình vô cái quanh luôn. Này tay cành đẹp quá ha. Em này hồi sáng có cái bông gió nổi. Đẹp dữ lắm. 26 anh anh. 6 nè quý vị nó nghĩa lại cái xương cành đó nè. Đó về rồi. Ổ chê rồi ha. Giao lưu như em giao lưu giá 1.2 triệu anh. 1.2 triệu à. Đó. Rồi xuống cây luôn. Cây đẹp vậy cũng có 1.2 triệu mà bao phí ship luôn rồi. Làm cả phí ship. Rồi em này cao lấy mét 8 nha ngờ quý vị. 21. Rồi tán ngang khoảng lấy mét 3 nha. Dạ. Mét 8 là lấy tới cái đọt xanh xanh ngay đây mét 8 quý vị. Họ cắt bỏ trên đó một xíu nhưng quý vị lấy mét 8 là cỡ này nha. Đó. Cắt cái lọt thì mốt nó ra cái đọt mới lên chứ không có gì nhiều quý vị chứ nó không phải. Dạ, nó ảnh hưởng gì cả nha. Nó mất cái đọt nha. 26 hoành anh. Rồi. Đó. Xương cành cũng ok ha. Vậy em giao lưu giá 1 triệu anh. Rồi. Mà số 21. Cây luôn. 22. Đó, 22. Lấy cái cây ở dưới đây. Đó. Rồi em này cao khoảng 1m7 nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m3. Này xương em này xương đẹp okay luôn. Ok quá nè. Dạ. Xương ngang mà nó khít luôn nè quý vị. Đó. Xương ngang mà vậy là ok lắm rồi ha. Nó đạt cái trần. 20 hoành anh. Rồi hoành 20 xương ngang đẹp nè. 22 này em giao lưu giá 800 anh. 800. Rồi, xuống cây luôn. Giá dễ chơi quá cả nhà. Đó, giá yêu thương luôn. Bao phí ship rồi nha quý vị. Cứ tới nhà ship cây tới tả 800 là đủ. Rồi trả giỏi tới nhà quý vị 800.000. 800.000 thôi là có cái mai mình chơi cả nhà. Rồi, em này là mã số 23 ha. 23. Lấy mét 8 luôn. Tán ngang này chắc khoảng tầm lấy mét 2 ha. Xương này em này cũng đẹp nha. Rồi, mình vô quanh luôn ha. Vị trí này 24 quanh cả nha. 4 quạch. Như em 900 anh. Rồi 900. Mà số 3. 24. Rồi lên luôn. Ê da cái bầu. Rồi em này cao lấy 8 luôn. Tăng ngang khoảng 1m3 nha ngờ quý vị. Em này nách có chảy hay lục cục đó nha. Rồi để từ từ rồi. Rồi kỹ mấy cái nách kìa. Dạ. Rồi dừng cái trong. Như nó đây cũng lục cục rồi đó. Dạ nè. Nó lên cục vậy nè. Mình báo vậy cho cả nhà mình tham khảo thôi chứ em như không có báo xù nha. Như đây cũng có ha. Dạ. Không có báo xù cái này. Dấu hiệu vậy hả quý vị? Dạ. Không có dấu hiệu lục cục ở trong nách nè. 25 hoành anh. Rồi. Em vô lưu giá 900 anh. Rồi 900. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. 25. Em này cao lấy mét 8 luôn nha quý vị. Đó. Tán ngang thì khoảng tầm 1m3 nha. Cái này xương ngang nè. Xương ngang đây quá vậy. Xương ngang đẹp ha. Đúng rồi, vô cái hoành luôn. Tính 24 hoành anh. Giao lưu giá 900 luôn anh. Rồi 900 ha. Dạ. Dạ yêu thương ha, xương ngang đẹp. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình lên 26 luôn. 26. Rồi 26 thì em này cao lấy 1m8 luôn quý vị ơi. Tán ngang mình lấy 1m3 luôn đi ha. Dạ. Xương cành. Dàn xương cũng cứng luôn cả nha. Nụ cũng cứng mình. Cứng mình hả? Cái tát đó ha.
Nè 24 mà dày anh tính 23 đi anh. Rồi. Cũng không có dưới nhiều. Tính 23 đi. 3 của anh. Dạ. Em giao lưu giá 800 anh. Rồi 800 ngàn. Giá yêu thương cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên 27 luôn. 27. Rồi 27 cao lấy mét 8 luôn nha quý vị. Rồi tán ngang lấy ta. Em này tán kính luôn. Đó. Này cũng xương ngang nữa nè. Dạ. 4 điều trời này ha. Nụ cứng mình thấy nụ thấy Tết nữa rồi. Rồi mình vô cái hoành luôn. 24 hoành cả nha. Rồi. Luôn nhiêu em? Giao lưu cho 800 cả nha. 800 luôn. Rồi, 4 cây luôn. Rồi, mã số 28 luôn. 28. 8 này khá là cao ha, nhưng báo lấy mét 8 thôi nhưng. Dạ dạ đúng rồi, báo mét 8 à. Ở tháng ngang này chắc khoảng tầm mét 2 nha. Này xương ngang nè quý vị nè. Xương ngang luôn nè. Em này xương ngang đúng rồi, xương ngang luôn nè. Quý vị thích xương ngang thì chốt em này chơi. Giá là yêu thương cả nhà ơi. Rồi. 24 bành luôn anh. Giá nhiêu em? Thì cũng 800 luôn anh. 800 luôn. Rồi, 25 yếu cả nhà. Rồi đi em cắt cái đọt xuống còn mét 8 nha cả nhà chứ em không để gì được nha. Rồi mã số 29 ha. 29 anh. 9 này cao khoảng mét 7 nha quý vị. Tán ngang này lấy mét 3 ha. Em này. Này nụ hết Tết rồi mà thấy nụ, thấy nụ quá trời nụ. Dạ, nụ cứng mình hết trơn. Cứng mình hết trơn. Này đo bỏ tay cành dưới luôn. Dạ, nhiêu anh? 24 yếu. Tính 53 luôn đi anh. Đó, đo bỏ tay cành ở yên quý vị. Em muốn giao lưu giá 800 anh. Rồi, 800 luôn. Rồi xuống cây luôn. 30. Lên luôn. 30 em này cũng xương ngang nè cả nhà ơi. Rồi em này cao khoảng mét 7 đến mét 8 quý vị. Tán ngang thì chắc khoảng tầm mét 3 luôn ha. Đây, chủ đây. Xương cành luôn. Em mà số thân quá thấp. Cành đoạn này đẹp quá ha. Em đo ngay bỏ nhất luôn đi. Bỏ tài cảnh chỉ đo dạ. Ngay đó chứ đâu đo được. 25 hoành anh. Rồi 25. Đó. Cũng giá 800 ngàn luôn anh. Mã số 30. Luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên luôn. Ê bà mạnh mẽ. 31. Này cao lấy mét 7 nha quý vị. Tăng ngàn lấy mét 3 luôn. À, đường cảnh nhóc luôn đây ha. Dạ. Quá khư tài cảnh. Rồi vô cái hoành em nói luôn. 23 hoành anh. Rồi hoành 23. Em giao lưu giá 800 luôn anh. 800 luôn. Rồi xuống cây luôn. 32. 32. Hôm nay cao lấy mét 8 luôn nhưng quý vị. Lô này cái tâm cao. Tán ngang em này lấy gọn 1 mét luôn. Nó tắm rồi vô hoành luôn đi. 21 hoành anh. Rồi hoành 21. Em giao lưu giá 700 anh. Này, số 32. Rồi xuống cây luôn. Số 33 cuối clip anh. Rồi 33. Hoành hơi bự bự nè. Có mặt ma luôn. Nè em này nay cũng mới chịu bung nè. Rồi nín dữ ha. Nín dữ. Này cao khoảng mét 6 tăng ngang này cũng. Thế là bung chập tết rồi về nhà mới rồi. Rồi đây quý vị mặt hoa nè đẹp ghê không. Nó hai lớp nhưng mà bung bự chảng ha. Dạ. Vì quý vị mà chốt mấy em này về là năm sau là hết ý luôn. Bông quý vị thấy mặt bông hay bông rất đẹp ha. Cái này chắc đổ. Đó, xương cành đẹp. Như hoành luôn ngay vị trí này thì 28 hoành anh. 8 con cụ đế luôn ha. Dạ. Đó, xương cành đẹp. Nay mày chịu bông thành ra chứ gặp Tết bông về là về với chủ mới rồi. Đây, xương cành đẹp, bông bự đẹp luôn. Mã số 33 này cuối clip em giao lưu giá 1 triệu anh. 1 triệu ha. 28 hoành luôn cả nhà. Muốn nói gì không? Dạ thì cuối clip em cũng thành thật cảm ơn các cô chú anh chị em gần xa nhín chút thời gian thêm xem video clip nhà em, thì cũng mong là xem clip này tiếp tục ủng hộ em mạnh như mấy clip trước, em thành thật cảm ơn rất nhiều ạ.